Kinh văn: Pháp A Tỳ Đạt Ma này chính là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn mà các Đức Thế Tôn, Bạt Già Phạm trong mười phương đồng tu tập. Giảng giải: Pháp A Tỳ Đạt Ma này, A Tỳ Đạt Ma là phiên âm từ tiếng Sanskrit Abhidharma, hán dịch là vô tỷ, không có gì sánh bằng. Chỉ cho giáo pháp, phương pháp được đề cập đến, chính là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn, chính là phương pháp siêu diệt để mở ra sáu đúc mà các Đức Thế Tôn, Bạt Già Phạm trong mười phương đồng tu tập. Bạt Già Phạm là âm thanh mở đầu trong đệ tứ của chú Thủ Lăng Nghiêm. Đây là danh hiệu của Đức Phật thường được dùng và công nhận bởi chư Phật, hộ pháp và thiện thần khi đề cập đến Đức Phật. Ở đây không dịch nghĩa chữ Bạt Già Phạm vì chữ này có đến sáu nghĩa. Nếu dịch ra thì chỉ nêu được một nghĩa. Sáu nghĩa là: một, tự tại. Phật tánh luôn luôn thể hiện năng lực tự tại. Trong ý nghĩa đó, Bồ Tát Quán Thế Âm có danh hiệu là Quán Tự Tại Bồ Tát. Hai, xí thạnh, chỉ cho hào quang của Đức Phật chiếu khắp cả pháp giới. Ba, đoan nghiêm, Đức Phật lúc nào cũng đoan chính và trang nghiêm. Chúng ta phải học theo hạnh này. Khi nghe giảng kinh, chúng ta phải ngồi trong tư thế ngay thẳng và cung kính, đừng ngồi với tư thế uể oải siêu dẹo hoặc duỗi người ra, vì chính trước mặt quý vị là Đức Phật đang giảng pháp. Vì chúng ta tin vào Đức Phật nên chúng ta phải kính trọng Ngài, chúng ta không nên giải đãi ngay trước mặt Ngài. Khi nghe kinh, quý vị không được nằm hoặc ngủ, không được nằm mà đọc kinh. Tôi đã giảng cho quý vị nghe rằng nếu làm như vậy thì đời sau sẽ bị đọa làm thân rắn. Rắn thì luôn luôn nằm, dù khi di chuyển từ nơi này đến nơi khác nó không đứng dậy được. Khi đọc kinh, quý vị nên ngồi thẳng người và đặt kinh trên mặt bàn phía trước mặt mình. Nếu quý vị có một phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ một phần. Nếu quý vị có 10 phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ 10 phần. Nếu quý vị có 100, ngàn, vạn phần kính trọng thì sẽ phát triển trí huệ 100, ngàn, vạn phần. Trí huệ tăng trưởng dần theo mức độ tôn kính, quý vị cũng được tăng trưởng thiện căn. Kinh Kim Cang có nói rất rõ: ở nơi nào có kinh này, tức nơi đó có Đức Phật, hoặc như các vị đệ tử được tôn trọng của Đức Phật. Nếu quý vị có tâm tôn kính, quý vị sẽ có được quả báo tốt lành. Nếu không kính trọng thì không có được quả báo ấy. Quý vị hãy xem như chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang giảng pháp và Ngài A Nan đang ngồi bên cạnh. Chung quanh quý vị trong hội chúng là các vị Đại Bồ Tát. Hãy tưởng tượng pháp hội đang diễn ra trên núi Diệu Cao. Nếu quý vị đã có tâm kính trọng như thế này, chắc chắn sẽ đến lúc quý vị được giác ngộ. Nhưng A Nan đã nghe pháp rất nhiều mà vẫn chưa được chứng ngộ. Liệu nay con có được giác ngộ khi mới nghe kinh lần đầu? Làm sao quý vị biết được A Nan chưa được giác ngộ? Có thể rằng A Nan giả vờ như chưa giác ngộ để Đức Phật giảng kinh, và bây giờ chúng ta được nghe. A Nan đã thành Phật từ lâu lắm rồi, không thể nói rằng A Nan chỉ được giác ngộ chút ít. A Nan xuất hiện như một đương cơ trong pháp hội giảng kinh và đóng vai như người chưa hiểu kinh. Tuy vậy, A Nan nhớ từng ly từng tí những lời Đức Phật giảng dạy. Làm sao mà Ngài không hiểu ra được những đạo lý Đức Phật muốn nói ở đây? Ngài đã hiểu từ lâu, và Ngài thưa hỏi là vì chúng ta, những chúng sinh trong đời này. Ngài là một mẫu mực mô phạm cho chúng ta. Quý vị đừng nghĩ rằng mình thông minh tài giỏi hơn A Nan. Quý vị không được như vậy đâu. 4. Danh xưng. Mọi người đều xưng tán Đức Phật. 5. Các tường. 6. Tôn quý. Mọi chúng sinh đều tôn kính Đức Phật. Vì danh hiệu Bạt Già Phạm có đến 6 nghĩa như vậy nên không dịch ra, e rằng không diễn đạt trọn vẹn ý nghĩa. Đó chính là con đường duy nhất dẫn đến Niết Bàn. Pháp môn này là duy nhất của chư Phật trong mười phương tu tập để thành tựu Phật quả. Chư Phật đã xem đây là con đường chính dẫn đến Niết Bàn. Ha ha.
好，问三摩地娑诃。